chào tất cả các bạn. Tôi là bác sĩ Đào Trần Tiến, công tác tại khoa tiêu hóa bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Hôm nay tôi rất vui được chia sẻ với các bạn về triệu chứng bệnh trào ngược dạ dày. Trào ngược dạ dày hay còn gọi đầy đủ là bệnh trào ngược dạ dày thực quản, một biểu hiện của tình trạng dịch hoặc là thức ăn trào ngược từ dạ dày lên trên thực quản và gây ra các biểu hiện, các cái triệu chứng. Đây là một bệnh lý khá là phổ biến với tỷ lệ mắc rất là cao trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Dấu hiệu của bệnh trào ngược dạ dày thực quản hay là bệnh trào ngược dạ dày, ví dụ như biểu hiện là nóng rát sau xương ức là cái triệu chứng có luồng trào ngược từ dưới dạ dày lan lên thực quản, có thể kèm theo các cái triệu chứng buồn nôn, ợ hơi, ợ chua hoặc là đắng miệng hoặc là cảm giác nuốt vướng ở vùng hầu họng. Triệu chứng thứ hai đấy là luồng trào ngược dịch từ dưới dạ dày lan lên thực quản cũng thường tăng lên sau khi mà bệnh nhân ăn, đặc biệt là sau khi ăn no. Khi những bệnh nhân mà có biểu hiện hai triệu chứng này gợi ý là bệnh nhân bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Nguyên nhân gây ra cái bệnh trào ngược dạ dày thực quản là do cái axit cũng như là dịch vị, dịch mật hoặc thậm chí là hơi trào ngược từ dạ dày lan lên thực quản gây ra triệu chứng, có thể liên quan đến các rối loạn nhu động ở thực quản hoặc là cái cơ thắt dưới ở thực quản. Thứ hai đấy là những trường hợp mà có bất thường về cơ hoành, ví dụ thoát vị hoành thì sẽ làm cho cái việc cơ thắt dưới cũng như là cơ hoành không có khả năng tạo hàng rào bảo vệ khiến cho dịch vị dạ dày trào ngược lên thực quản. Lý do thứ ba đấy là những bệnh nhân có cái bệnh lý tắc nghẽn ở dạ dày khiến cho thức ăn lưu thông từ dạ dày xuống dưới tá tràng chậm lại. Những trường hợp mà tăng áp lực trong ổ bụng ở những người mà có thai thì khi cái thai lớn dần lên sẽ gây ra tình trạng trào ngược dịch từ dạ dày lên thực quản. Khi những bệnh nhân mà bị bệnh lý dạ dày thực quản có thể gây ra các bệnh lý khác ngoài thực quản, ví dụ như là tình trạng viêm họng, viêm thanh quản, ho kéo dài, thậm chí là có thể gây ra cái tình trạng tổn thương về răng và về lợi. Những người mà có bệnh trào ngược dạ dày thực quản thường lại cảm thấy là nóng rát, trào ngược có thể dẫn đến tình trạng nuốt vướng và thậm chí là cảm thấy là hôi miệng, và điều này nó ảnh hưởng đến rất nhiều đến cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, và bệnh nhân cảm thấy là không tự tin, không thoải mái. Ở những người bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản kéo dài thì có thể gây ra viêm thực quản kéo dài mà không điều trị thì có thể tiến triển thành bariết thực quản, thậm chí là tiến triển thành ung thư thực quản. Tuy nhiên cái tỷ lệ này ở Việt Nam cũng như thế giới thì không phải là phổ biến. Trong trường hợp bạn có bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản mà sau khi chúng ta đã điều chỉnh về lối sống, về chế độ ăn mà triệu chứng vẫn không cải thiện thì các bạn nên đến khám tại các cái cơ sở y tế. Các bác sĩ sẽ xác định cho bạn triệu chứng trào ngược này xuất phát từ thực quản dạ dày hay là ở cái nhóm bệnh lý khác. Thì thông thường nó có thể bằng nội soi, và cái bằng phương pháp nội soi thì cũng thể phân biệt với các cái tổn thương khác, ví dụ như u thực quản hoặc là loét ở dạ dày hoặc là những trường hợp rối loạn co thắt ở thực quản. Một số các trường hợp thì nội soi mà không thể chẩn đoán được thì các bác chuyên khoa tiêu hóa có thể chỉ định làm các phương pháp thăm dò sâu hơn cũng như là chụp X quang thực quản, đo và vận động thực quản để phát hiện các cái rối loạn về nhu động thực quản, hoặc là có thể là thăm dò một cái phương pháp rất sâu cũng coi là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản, đấy là đo pH thực quản 24 giờ. Và bằng các phương pháp này thì các bác sĩ sẽ đưa ra chẩn đoán chính xác nhất đối với cái triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản, và từ đó đưa ra được phương pháp điều trị thuốc cũng như là can thiệp để có thể điều trị cái bệnh trào ngược dạ dày thực quản này một cách hiệu quả nhất. Để phòng tránh bệnh trào ngược dạ dày thực quản thì chúng ta phải điều chỉnh các yếu tố sau. Thứ nhất là nên duy trì một cân nặng hợp lý. Đối với những người thừa cân thì việc đầu tiên là cần giảm cân. Với thứ hai, điều chỉnh chế độ ăn hợp lý, nên hạn chế thức ăn như là dầu mỡ, tránh dùng các cái chất kích thích như rượu bia hoặc là hút thuốc lá. Khi mà ăn thì bạn nên ăn thành nhiều bữa nhỏ, không nên ăn quá no, không nên ăn quá sát với giờ đi ngủ, và hạn chế cái việc là ăn xong rồi nằm ngay. Trên đây là những chia sẻ của tôi về bệnh lý trào ngược dạ dày. Nếu các bạn có các câu hỏi gì thì có thể chia sẻ cũng như comment phía dưới phần bình luận ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.